បច្ចុប្បន្ននេះសម្ដេចតេជោនាយរដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសជាសាធារណៈដែរនៅការលើកលែងការធ្វើតេស្តរហ័សនៅមុនពេលចូលកម្មវិធីជួបជុំនានាតែបើមានករណីសង្ស័យថាមានបញ្ហាសុខភាពឬឆ្លងកូវីដ-19អាចធ្វើតេស្តរហ័សដោយខ្លួនឯងដែលគ្មានការបង្ខិតបង្ខំទេហើយដាក់ខ្លួនឯងឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកបាទនឹងការព្យាបាលជាដើមបាទករណីរកឃើញគឺត្រូវតែបន្តអនុវត្តវិធានការពាក់ម៉ាស់បាទកុំឲ្យឆ្លងដល់អ្នកដទៃជាដើម សម្រាប់ដីជួបានបញ្ជាក់ថាសម្រាប់កម្មវិធីជួបជុំនានាមិនចាំបាច់ចំណាយឬការទិញឧបករណ៍ធ្វើតេស្តឬក៏ដាក់គ្រូពេទ្យនៅឈរជើងសម្រាប់ធ្វើតេស្តអ្នកចូលរួមដោយរាល់ដងនោះទេសូមជម្រាបថារាល់ដងមុនចូលកម្មវិធីរបស់សម្ដេចតេជោនាយរដ្ឋមន្ត្រីការជួបជុំផ្សេងៗគឺតម្រូវឲ្យមានការធ្វើតេស្តមុននឹងចូលកម្មវិធីបាទអញ្ចឹងទៅមានក្រុមគ្រូពេទ្យនិងមានតេស្តរហ័សឬប្រចាំការនៅនឹងមុខកម្មវិធីនេះជារៀងរាល់តែម្ដងប
sầm đại địa chú ni dụ rộng bản trầy. Lực lên cả đầm rơi ai khư tay rõ ha. Rốt COVID-19 sầm rạp cả chụp chung cực phết. Phần thái bốc côn mà ai thua tay rõ ha. Tam chùm rơi riêng riêng khuôn. Nóng chùm nói ní. Cả lòng tới dương tay anh ta đặng. Tam vần tì bệt. Tam tì gần lại nền ní. Sầm rạp cả thua tay rõ ha. Nàng ca thua tế. Này ca chụp chung cái này. Đàm bay. Nâng. Bị nịch. Rốc COVID-19. Môn bê la này nhát. Ở bộ cổ nó chô tư. Nên ca chụp chung chưa bị xe. Đôi chía. Ca thua tế. Môn bê la tư. Tổ tu sẽ nhạc mặt. Rứ khả mộc ní. Thua tế môn bê chô tay tu sản á, nữ SEA Games, đại dương nâng phổ bất tư, nâng phần màn thay tiết, cứ xa đập phổ bất tư thay tiết, tại phần nông. Đối chứ này, chạp bê nê tô tư, mình miễn ca chạm mạch đảm bày riêng chom, nâng chồng nái từ lưu ba nhà hà, và đập thư tế, ô bộ có thư tế, có trớ, có mình chạm mạch miễn ca chồng nái, hãy có mình chăm bạch miên cụ phết. Đảm bây, tôi cho chương đảm bây nâng thư, nông chùm luôn đỏ tràn, lưu lúc nổ đài. Đối chứ này, nếch ca dòng ruo, thèm thiết. Tôi tam rỉ dạ, nây ca sát thân được phiếp đô la hoa bà xa, nây COVID rồi bỏ bà tế rồi bỏ dương. Dương lực lên đầm râu ở ca, đầm râu ở thua tay rồi ha. Rốc mê rốc COVID-19 sầm rạp ca chụp chung cùng phết. Phần thái bóng phôn mà nè ai thua tê rõ ha. Tam chùm rơ riêng riêng luôn. Đôi chỉ mẹn ca sang say. Phòng phôn mẹn ốp bà cọc luôn ấy. Ai thua tê. Cứ mình mẹn ham khót tham mình ơi thư tê. Phần thái chưa cắt tập bà cách để đặng cụ phê bà chăm ca sầm rạp ca thua. Cứ mình trở mình hành nhạt ở cơ tiếp tế. Và xong chúm điệp đại thà bà tế Campuchia cứ chia bà tế đại chạc vạ sang chúng đó bọn ông bà chia bà rốt tràn trên kế anh dây bàn thà lỡ bị phục lúc muốn kế hỏi chị bà sẽ cứ bác đầm nà ca sẵn cung xe đặc cách bà cọp đòi bà sát đập hiếp nâng xa xe đặc cách làng vĩnh giảm miếp bà sát đập hiếp phong đài. Xong đại đi chôn như rõ mình trời này bà đi trên chạc Campuchia còn lòng tới thầm thầm này bàn bà giúp đỡ sạc này cả chạm vã sang giúp đỡ sạc tam giúp đỡ sạc cả rít để thưa ai xã hạ cung mùi miến thiếp xóm để chùm rinh thưa như ná tốt cắt này cả chlông rít để làm chùm COVID-19 căn tầm miến bà sợ đẹp hiếp. Bà mất tù ra ta sẽ nghe chân chí tì cơ rộp nâng chí tì mê trái bà nữ tam giúp đỡ sạc chi xâm lấy bà xâm đại đi chôn nữ rửa xíl thằng ngày nị đáy. Sầm đại đi chôn dọn mặt trái nơi ta chùm rung ở cửa xuống sọ khá bị bál bằng tỏ cách xã hạ ca chìm mùi nâng ông ca sốc hợp hiếp bị phục lúc đảm bấy thuộc cả tam đan nơi ca bị vọt thầm mấy nấy virus COVID-19 cái miễn bà nhà hà này ca cắt làm bầm lại thầm mấy hói chùm rung thuê dần á nghi sử dụng nâng ca chlói tốp nơi chùm mùi COVID-19 tam rời dạ xa chìa xâm lên sầm đại đi chôn dọn mặt trái tham bằng chăm bạch thuộc tế môn bêl bóng ông bà chìa bà rốt chô ในการประกวดกีฬาซีเกมส์ได้กองบัญชีผู้ชี้มัจจัตเตะในดามขายคราวนุตีปัจจุบัน
ទៅសភាពការបានធូរស្រាលក៏ប៉ុន្តែក្រសួងសុខាភិបាលនៅតែតាមដានឲ្យជាប់ជាប្រចាំជាមួយគ្នានោះដែរគឺបុគ្គលដែលមានការសង្ស័យថាខ្លួនមានរោគសញ្ញាគឺខ្លួនអនុវត្តនៅវិធានការកុំទៅកៀកគេកុំគឺនៅតែបន្តអាចនឹងបន្តពាក់ម៉ាស់បន្តលាងដៃ នឹងបន្តរក្សាគម្លាតជាមួយអ្នកដទៃហើយនឹងកុំទៅទីកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គេឯងនឹងកុំទៅទីកន្លែងបិទជិតឬក៏មានការប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកដទៃនេះគ្រាន់តែជាការដាស់តឿនរំលឹកដើម្បី កុំឲ្យបុគ្គលម្នាក់អាចនាំជំងឺទៅកាន់ទៅកន្លែងដែលមានហានិភ័យដែលមានមនុស្សច្រើនដែលសូមលោកទឹកចិត្តទៅដល់ចំណុចនេះចំណុចនេះផងដែរយើងនៅតែរក្សានៅវិធានការការពារដើម្បីត្រៀមប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចឆ្លើយតបជាមួយសភាពការណ៍ដែលនឹងកើតឡើងជាពិសេសក្រសួងសុខាភិបាលត្រូវតាមដានឲ្យបានម៉ត់ចត់បំផុត នឹងមានវិធានការសម្រាប់ស៊ីហ្គេមនាពេលខាងមុខនេះប៉ុន្តែហើយយើងបញ្ជាក់បើសិនជាយើងបន្តនៅវិធានការធ្វើតេស្តដើម្បីមុនចូលធ្វើស៊ីហ្គេមមុនចូលបើកស៊ីហ្គេមឬចូលមើលការប្រកួតស៊ីហ្គេមវាបង្កើតជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ក្រុមគូពេទ្យរបស់យើងនិងសម្រាប់ការរងចាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ អំពីការធ្វើតេស្តប៉ុន្តែយើងមិននឹងទម្លាក់បញ្ហានេះទៅឲ្យបុគ្គលម្នាក់ៗប្រសិនបើសង្ស័យថាខ្លួនមានបញ្ហាខ្លួនអាចធ្វើតេស្តដោយខ្លួនឯងឬរកកន្លែងដែលទៅធ្វើតេស្តហើយក៏មិនចាំបាច់ចូលទៅធ្វើចូលទៅចូលរួមនោះដែរដើម្បីបង្ការនៅហានិភ័យដែលកើតឡើងដោយសារខ្លួនសម្រាប់អ្នកដទៃ